Dưới cái nắng 38 đến 39 độ C, từng chiến sĩ dự bị động viên, DBDV, đại đội 2, đơn vị huấn luyện chuyển loại thuộc trung đoàn 176 lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng các động tác giá pháo, nạp đạn vẫn hết sức chính xác và dứt khoát. Cách đó không xa, trên thao trường huấn luyện của các chiến sĩ DBDV chuyển loại súng máy phòng không 12,7mm thuộc trung đội 2, đại đội 1, khẩu lệnh chỉ huy của khẩu đội trưởng và tiếng hô của các xạ thủ rộn ràng cả một góc thao trường. Nếu không được giới thiệu trước, tôi sẽ không phân biệt được đây là khu vực huấn luyện của quân chủ lực hay DBDV. Giờ giải lao, trò chuyện với hạ sĩ Lê Văn Mạnh, tiểu đội trưởng DBDV, trung đội 3, đại đội 2, trung đoàn 176. Anh cho biết, được sống lại những ngày tháng quân ngũ, anh em chúng tôi ai cũng phấn khởi, tích cực luyện rèn. Mặc dù thời tiết những ngày qua hết sức nắng nóng, các nội dung huấn luyện đòi hỏi sự tập trung cao độ, đặt ra yêu cầu cao nhưng các chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong huấn luyện, rèn luyện, thực hiện các chế độ, quy định của đơn vị. Quan sát thiếu tá Trần Văn Nghĩa, trung đội trưởng trung đội 4, đại đội 2, đơn vị huấn luyện chuyển loại DKZ, trung đoàn 176 huấn luyện nội dung khẩu đội chấp hành khẩu lệnh bắn. Trước khi bước vào huấn luyện, anh tiến hành kiểm tra nhiệm vụ của từng phó thủ, sau đó nhận xét, đánh giá mạnh yếu rồi huấn luyện nội dung mới. Theo thiếu tá Trần Văn Nghĩa, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cùng với thực hiện các nguyên tắc, quan điểm trong quá trình huấn luyện đơn vị luôn coi trọng yếu tố kết hợp ôn cũ học mới và tăng cường bồi dưỡng đội mẫu để bộ đội quan sát.